30 nghe tưởng một nơi mà lại là tên của ba bản ghép lại, gần như tách biệt so với các bản ở dưới chân núi. Xóm 30 được coi là đỉnh cao mênh mẩn, ẩn chứa những vẻ đẹp mộng mơ nên thơ. Ở độ cao gần 1.200m so với mực nước biển, Xóm 30 là ba bản cao nhất của xã Lũng Cao, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa và thường được gọi là khu Cao Sơn. Thung lũng Xóm 30 được bao bọc bởi các dãy núi non trùng điệp, quanh nằm mờ ảo trong biển mây thơ mộng, không khí mơn man dễ chịu như tiết trời mùa thu dưới đồng bằng. Trên đường vào Xóm 30, đừng quên dừng lại để ngắm cảnh. Nếu may mắn thì bạn có thể săn được biển mây, còn nếu không thì bạn có thể thưởng ngoạn thung lũng xinh đẹp cũng rất tuyệt vời. Điểm đến đầu tiên là Bản Son, một bản người Thái xinh xắn giữa núi rừng. Ở đây có một ngọn thác nhỏ được đặt tên trùng với tên của bản. Những ngày mùa hè, thác như một chiếc điều hòa không khí tự nhiên, làm dịu lại mọi sự nóng bức. Thác này bắt nguồn từ các khe các mó chạy từ trong nguồn ở trong bản ra, có độ cao tầm khoảng 150-200m. Anh ơi, vào đây em thấy không khí rất là trong lành mát mẻ. Có lẽ là một phần nhờ con thác này anh nhỉ? Ngoài thác này ra, đây là cũng được cái khí hậu trên đây được thiên nhiên ban tặng. Cái độ cao so với mực nước biển đây là trên 1.200m. Ở dưới trung tâm xã thì ở đây chênh lệch đến từ 6 đến 8 độ. Khách du lịch họ cũng xuống đây nghỉ ngơi này, ngắm cảnh này, chụp ảnh này, cắm trại này, rất chỉ là vui. Con thác không lớn nhưng từ tháng 4 đến tháng 10 hàng năm nước chảy rất mạnh. Sang mùa đông thì gần như thác không chảy nữa. Vì vậy vào mùa này, bà con ở Xóm 30 thường tranh thủ dòng nước để tích cực canh tác mùa vụ. Nhìn không chỉ trồng ngô, sắn hay lúa, đặc biệt nhất trong các loại cây ở đây là cây sâm bố chính, hay còn gọi là cây sâm báo. Đây là loại cây khá mới lạ với bà con trong vùng. Hiện tại, những ruộng sâm bố chính đang vào vụ cho thu hoạch hoa. Chú ơi, bà con trồng cây sâm này lâu chưa chú? Chưa, mới đây thôi. Họ lên đây họ thấy cái khí hậu đấy nó mát lạnh thì mình đưa lên trồng. Bước đầu thì cho một hộ làm thử rồi sau đó thấy cũng phát triển. Một gốc này chỉ cho có 2 hạt thôi. Nhưng mà sợ nó chết nó dự phòng cho 5 hạt nên nó lên rất nhiều. Năm nay thì phát lan rộng ra cũng nhiều cho bà con. Thì cứ thu hết hoa rồi đi. Khi nào có quả chín rồi ta hái quả. Sâm trồng tươi tốt, phát triển như thế này thì bà con phấn khởi lắm đấy chú nhỉ? Vâng, cây này thì bà con cũng có khí thế một tí. Vì trước đây là trồng cái cây ngô, cây sắn với các cái cây khác thì nó hiệu quả kinh tế nó không cao. Bây giờ nếu có cây sâm này về trồng mà có nơi thu mua rồi là bà con cũng có khi là phát triển hơn. Không chỉ hứa hẹn mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người trồng, cây sâm báo còn góp phần làm đẹp cho thung lũng. Những đóa hoa đỏ hồng điểm xuyết cho bức tranh xanh bát ngát của bản làng thêm rực rỡ.